Chào tất cả các bạn, mình là Minh Thúy, huấn luyện viên của Livan Sport. Thời gian vừa qua, Thúy và Livan Sport có nhận được rất nhiều những câu hỏi về giảm cân, giảm béo cũng như là làm thế nào để có thể giảm béo một cách thành công. Và bây giờ Minh Thúy sẽ chia sẻ một số những kinh nghiệm về giảm béo cũng như là một số những sai lầm mà các bạn thường mắc phải khi giảm cân, đặc biệt là đối với phái nữ. Hy vọng những chia sẻ dưới đây của mình sẽ có thể giúp ích cho tất cả các bạn. Vâng, và sai lầm đầu tiên đó chính là các bạn không phân biệt được đó là đâu là giảm cân hay đâu là giảm béo. Với giảm cân đó là chúng ta sẽ giảm đi trọng lượng trong cơ thể. Và với cân nặng của cơ thể thì được cấu thành bởi rất nhiều các yếu tố như là kích thước của bộ xương, tỷ lệ nước hay là tỷ lệ cơ và mỡ trên cơ thể. Ví dụ khi các bạn bị ốm hay là bị sốt thì cơ thể chúng ta hoàn toàn có thể mất đi một lượng kg nhất định trong một ngày do tình trạng mất nước. Tuy nhiên đến ngày hôm sau thì lượng cân nặng đó đã hồi phục ngay trở lại về với mức kg cân nặng như cũ. Còn giảm béo ở đây là gì ạ? Giảm béo đó là giảm đi lượng mỡ trong cơ thể của chúng ta. Để có thể giảm được mỡ thì các bạn cần có một chế độ dinh dưỡng cũng như là một chế độ tập luyện thật là hợp lý. Ngoài ra chúng ta cần phải tuân thủ theo một cái lịch trình sinh hoạt làm sao thật là khoa học nhất có thể. Vậy là giảm cân và giảm béo là hoàn toàn khác nhau. Giảm cân đó chính là chúng ta sẽ giảm đi trọng lượng của cơ thể, còn giảm béo là chúng ta sẽ giảm đi lượng mỡ trong cơ thể. Khi các bạn giảm được lượng mỡ trong cơ thể thì sẽ khiến cơ thể của chúng ta săn chắc và hoạt động hiệu quả hơn. Sai lầm tiếp theo mà các bạn thường mắc phải khi tập luyện đó chính là chúng ta tập luyện không theo một quy trình cũng như là không theo một lịch tập cụ thể nào cả. Có rất là nhiều các bạn, đặc biệt là các bạn nữ, chúng ta đến phòng tập và không biết tập luyện ra làm sao, tập luyện cái gì, tập luyện bài tập nào cho phù hợp với vóc dáng của chúng ta. Các bạn thường tham khảo trên mạng xã hội, trên YouTube rất là nhiều những cái đường link chia sẻ về tập luyện ra làm sao, tập ngực hay là tập chân như thế nào. Và khi các bạn đến phòng tập thì các bạn khá là bối rối đúng không ạ? Các bạn tập hết tất cả những cái bài tập mà các bạn biết trong một buổi tập và sau đó các bạn trở về nhà và vẫn cảm thấy là cơ thể của chúng ta không có điều gì khác biệt. Cụ thể hơn là chúng ta sẽ không cảm thấy hiệu quả phải không ạ? Vậy thì ở đây là gì ạ? Chúng ta cần có một cái lịch trình cũng như là một cái kế hoạch tập luyện. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta sẽ tập gì ạ? Hôm nay chúng ta tập ngực thì ngày mai chúng ta sẽ tập chân hay là ngày kia thì chúng ta sẽ tập lưng. Chúng ta cần phải có một cái chế độ cũng như là một cái lịch tập luyện làm sao thật là hợp lý thì sẽ đem lại một cái kết quả tốt nhất cho tất cả các bạn. Và sai lầm tiếp theo, đặc biệt là đối với các bạn nữ, đó là các bạn lo sợ rằng khi các bạn đến phòng tập, các bạn tập với tạ thì sẽ làm thô đúng không ạ? Vâng, và cái quan niệm này là vô cùng sai lầm. Với nữ giới, cái lượng hormone của cơ thể nó rất là thấp, nó không nhiều bằng với các bạn nam đâu nên các bạn đừng lo. Đối với nữ giới khi chúng ta đến phòng tập, các bạn nên tập luyện với máy cũng như là tập luyện với tạ làm sao mà mức tạ có thể phù hợp nhất với cơ thể của chúng ta. Với tập tạ, các bạn sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta đốt được lượng mỡ nhiều hơn, hiệu quả hơn. Kèm theo đó là sẽ giúp cho các bạn có một cái đường cong trên cơ thể một cách rõ nét hơn. Một cái ví dụ cụ thể mà chúng ta có thể thấy đó là với những bạn nữ bình thường, khi các bạn đi chọn những trang phục thời trang, các bạn thường chọn những cái trang phục làm sao có thể che đi được những cái khuyết điểm trên cơ thể. Còn đối với những các bạn nữ, các bạn đến phòng tập gym, tập luyện với cường độ cao để có thể mà có được cái đường cong trên cơ thể thì các bạn ấy chọn những cái trang phục làm sao mà tôn lên được cái vóc dáng đẹp nhất của các bạn đó. Đó là một cái lợi ích cụ thể nhất khi các bạn đến với tập gym. Các bạn đừng lo là tập tạ sẽ bị thô nhé. Vâng, và một cái sai lầm thường thấy nhất đối với các bạn nữ đó là các bạn bị ám ảnh về cái số đo vòng 2 của chúng ta đúng không ạ? Các bạn thường ám ảnh về vấn đề mỡ bụng, làm sao mà để có một cái vòng eo 5-6 giống như chị Ngọc Trinh đúng không ạ? Vâng, với vấn đề này thì chúng ta đã biết mỡ là mỡ trên toàn cơ thể. Khi các bạn muốn giảm mỡ cũng như là muốn có một cái vòng 2 thật là săn chắc và nhỏ thì chúng ta sẽ phải kết hợp những cái bài tập luyện làm sao có thể đốt được mỡ trên toàn cơ thể. Có một số các bạn nữ, các bạn đến phòng tập thì các bạn thường chỉ tập bụng rồi lên máy chạy. Như vậy là các bạn đã hoàn thành một buổi tập hàng ngày. Như thế thì là không nên một chút nào. Chúng ta hãy kết hợp tập luyện làm sao mà vừa có thể giảm được mỡ bụng mà vừa có những cái đường cong trên cơ thể. Kết hợp cả những bài tập ngực, tập tay, tập bụng cũng như là tập chân mông để làm sao có một cái cơ thể hoàn thiện và đẹp nhất có thể các bạn nhé. Với các bạn nữ thì thường chúng ta sẽ mắc phải cái sai lầm khi giảm cân đó là các bạn thường nhịn ăn. Các bạn chỉ ăn 1 đến 2 bữa một ngày và các bạn thường chỉ uống nước hay là ăn rau. Như thế là cực kỳ có hại cho sức khỏe nhé. Để có thể giảm cân, giảm béo thành công thì chúng ta cần tuân thủ theo một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Và cái chế độ dinh dưỡng này là sẽ phụ thuộc theo từng các chỉ số của riêng các bạn và sẽ không ai giống ai cả. Như chúng ta đã biết, với cơ thể hàng ngày thì chúng ta cần có một lượng protein, tinh bột cũng như là chất xơ nhất định để có thể hoạt động hàng ngày những cái hoạt động bình thường nhất.
Để giảm cân cũng như là giảm béo thành công thì chúng ta cần tuân thủ theo một chế độ dinh dưỡng hợp lý và cụ thể dành riêng cho mỗi các bạn và không ai giống ai đâu các bạn nhé. Lời khuyên của mình dành cho các bạn đó là chúng ta sẽ ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước, ăn những đồ ăn mà tốt cho sức khỏe, hạn chế những đồ tinh bột hay là giàu những chất mỡ chiên xào. Vâng, và có lẽ là sai lầm cuối cùng khi mà Minh Thúy nhắc đến thì hẳn là ai cũng biết, đó chính là vấn đề lạm dụng thuốc giảm cân. Với một số bạn nữ thì các bạn sử dụng thuốc giảm cân để có thể ăn ít đi cũng như là không cần phải tập luyện mà vẫn giảm được cân. Và như mình đã nói trước đó, đó là khi các bạn giảm cân là gì ạ? Các bạn sẽ giảm đi trọng lượng của cơ thể mà không phải là giảm đi lượng mỡ trong cơ thể. Vậy khi các bạn sử dụng thuốc giảm cân thì sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta cảm thấy mệt mỏi, có một số triệu chứng như là đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và nặng hơn nữa đó là có thể dẫn đến tử vong đúng không ạ? Có rất là nhiều các bạn khi sử dụng thuốc giảm cân thì các bạn mất đi lượng nước trong cơ thể, luôn luôn cảm thấy người mệt mỏi. Vậy làm sao để có thể giảm cân hợp lý? Thì chúng ta cần có một chế độ dinh dưỡng cũng như là tập luyện và chế độ sinh hoạt làm sao mà có khoa học nhất. Thêm vào đó, trong thời gian đầu khi các bạn sử dụng thuốc giảm cân, có thể cân nặng của chúng ta có thể giảm. Tuy nhiên sau khi các bạn ngừng thuốc thì lượng cân nặng đó lại quay trở lại vị trí ban đầu. Vậy thì sử dụng thuốc giảm cân chẳng để làm gì cả có phải không ạ? Mà lại còn gây rất là nhiều những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Vậy là vừa rồi Thúy đã chia sẻ cho các bạn một số những cái kinh nghiệm về giảm béo cũng như là giảm cân. Nếu các bạn có bất kỳ những thắc mắc gì về giảm béo, chế độ tập luyện, chế độ dinh dưỡng hay là chọn đồ tập, các bạn hãy comment ở bên dưới để mình biết nhé. Thúy và Livan Sport sẽ giải đáp những thắc mắc đó giúp các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.